thành phố phương Nam, một ngày như mọi ngày, có hai người đàn ông bình dị lẫn vào dòng người. Thế nhưng đối với lịch sử, họ lại là những chứng nhân đặc biệt, bởi vì họ đã ghi lại được những khoảnh khắc vĩnh viễn động lại trong ký ức nhân loại với những trải nghiệm tận cùng. Những khoảnh khắc sửng sốt, những đỉnh cao huy hoàng về cuộc chiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Họ sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng để thu vào ống kính những khoảnh khắc lịch sử với tinh thần quả cảm, lòng yêu nghề và sự trung thực, tiêu chí cao nhất của báo chí mọi thời đại. Họ là phóng viên chiến trường. Phóng viên chiến trường thường được coi là hình thức tác nghiệp báo chí nguy hiểm nhất. Mỗi người một góc nhìn, một mặt trận, nhưng họ đều lưu giữ những tư liệu lịch sử về một giai đoạn hào hùng của dân tộc. Và có những bức ảnh, thước phim mà các phóng viên chiến trường đã phải trả bằng máu của chính mình. Đối với một người phóng viên chiến trường ấy, thì cái đầu tiên là khi tác nghiệp ấy, thì phải quên mình. Cái quên mình đây là thực chất ra thì mọi người khi vào chiến tranh thì ai cũng sợ cả. Ai cũng sợ cũng lo cả. Nhưng mà là khi vào trận rồi ấy, thì quên hết. Và lúc đó thì không quản thân mình như thế nào cả. Có những trận địa tôi đứng khi đạn pháo bắn lên, những mảnh đạn bay vù vù bên tai, nhưng mà lúc đó không cần biết. Cuộc chiến của chúng ta xứng đáng để được các nhà nhiếp ảnh, điện ảnh, báo chí ghi đó lại, không những cho lúc bấy giờ mà còn cho mai sau. Các thế hệ trong nước, ngoài nước, người ta còn tiếp tục nhìn thấy cái cuộc chiến nó hiện hiện ra bằng những cái tư liệu như vậy. Cho nên tôi cũng cảm thấy rằng tôi cũng mãn nguyện. Bởi vì những năm tháng đó mình xác định có thể mình hy sinh, nhưng mà mình hy sinh, nếu mình để lại được cái gì đó thì mình cũng yên lòng. Điện Biên Phủ trên không, 12 ngày đêm của quân và dân Hà Nội là trận đánh huyền thoại, đã bắn hạ những pháo đài bay chiến lược được coi là bất khả xâm phạm của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Thời điểm ấy, phóng viên chiến trường về lĩnh vực truyền hình rất ít và máy móc tác nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Nhưng những thước phim lịch sử về trận Điện Biên Phủ trên không vẫn ghi lại được hình ảnh trận chiến oai hùng trên bầu trời Hà Nội cách đây gần 45 năm. Và đỉnh cao là cảnh những chiếc B-52 bốc cháy rực trời. Đó là hình ảnh một Hà Nội đau thương nhưng anh dũng tuyệt vời. Nhà quay phim Nguyễn Anh Dũng khi ấy đang công tác tại ban vô tuyến truyền hình thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam là một trong những phóng viên chiến trường đã ghi lại được những thước phim vô giá đó. Với quyết tâm quay bằng được trận chiến hào hùng của quân và dân Hà Nội, ông và các đồng nghiệp đã bất chấp hiểm nguy có mặt trên các nóc nhà cao tầng giữa lúc hàng đàn máy bay Mỹ ầm ầm dội bom xuống thành phố. Đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá. Mà chính 3 ngày đó là 3 ngày quyết liệt nhất mà anh Tùng và anh Dũng bám sát trận địa suốt 3 ngày, quay được những thước phim. Mà đặc biệt là đêm 20 giờ ấm, chúng tôi bắn 4 trận. 3 trận là tiêu diệt máy bay. Có 2 chiếc rơi tại chỗ, một chiếc rơi ở Phúc Yên, một chiếc rơi ở Ba Đình. Mà cái đó các anh đều quay được cả. Trong ngày chiến đấu đó thì tôi, anh Dũng, Hoàng Hùng, anh Phạm Khắc thì dính một tí ga mà nó cháy. Còn anh em tập thể cũng một vài người nữa. Nhưng mà thực không có ông Kinh Du mà quay bằng máy các lô gốc của Nga. 12 ngày đêm thì cái mũi mà tôi cho nguy hiểm nhất vẫn là mũi anh Dũng. Đối với vụ tuyến truyền hình là phải phát sóng ngay, sớm nhất. Thông tin thì phải nhanh, nhạy.
nếu mà ta để ủ lại thì chắc chắn rằng nó sẽ bị nguội và cái giá trị đó chỉ là tư liệu cho hậu thế thôi. Còn tuyên truyền trước mắt thì nó sẽ mất. Và lúc đó là còn quay phim nhựa, chứ làm gì có video như bây giờ. Phải in tráng cho, phải dựng phim để mà buổi tối có được. Thì cái thông tin của mình mới đắt giá được và mới có sức tố cáo mạnh mẽ được. Với nhà quay phim Nguyễn Anh Dũng, mỗi bức ảnh này là một câu chuyện, một mảng ký ức. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là lúc ông tác nghiệp tại phố Khâm Thiên sau những trận oanh kích của quân thù. Ông phải kìm nén những giọt nước mắt để quay lại bằng chứng tố cáo tội ác của Mỹ. Ngay cả trong lúc bi thương, ông vẫn cố tìm cho được những góc máy nhằm lột tả sự kiên cường của người dân Hà Nội. Có mặt ở hầu hết các trận địa tên lửa, pháo cao xạ trong chiến dịch 12 ngày đêm khói lửa, cựu phóng viên chiến trường Nguyễn Anh Dũng luôn luôn chuẩn bị tinh thần có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Tôi vẫn nghĩ rằng có thể tôi bị hy sinh, mà bây giờ nếu tôi hy sinh thì phim ảnh của tôi đã chụp thì như thế nào? Cho nên tôi cũng đã nảy ra một cái sáng kiến là mỗi một cuốn phim chụp xong tôi đều cuốn vào nó một mẩu giấy bằng hai con tay và đề một chữ là đây là phim chụp tại chiến trường. Nếu tôi hy sinh, xin gửi về địa chỉ X Hà Nội. Thế thì tôi phải đề như thế để tôi đề phòng nếu nó có văng ra, tôi bị trúng một quả bom mà tất cả người tôi có bị làm sao, tất cả nó có tan nát thì thế nào cũng còn những cuốn phim. Mà nếu nó còn một cuốn phim hay trong một cuốn phim nó còn một mẩu nó nói về cái cuộc kháng chiến thì cũng xứng đáng cho tôi hy sinh. Những năm 1970-1972, ở chiến trường Quảng Trị, đường 9 Nam Lào, với tư cách là phóng viên, chiến sĩ, người nhập cuộc, Đoàn Công Tính đã chớp được nhiều khoảnh khắc quan trọng ngay ở những chiến địa dày đặc bom đạn. Ống kính dũng cảm và tài hoa của ông đã làm tròn trách nhiệm nhân chứng lịch sử, ghi lại cho hậu thế hiện thực sống động của một thời khó quên. Phóng viên Đoàn Công Tính không chỉ ghi lại chân thực tinh thần quả cảm, tràn đầy lý tưởng cách mạng của những con người bình dị trong những hoàn cảnh khốc liệt nhất, mà còn toát lên nét hào hùng, lạc quan, minh chứng cho tính nhân dân huyền thoại của cuộc đấu tranh vì chính nghĩa dân tộc. Hình ảnh xảy ra 3 ngày sau có mặt trên báo, 2 ngày rưỡi để có mặt Hà Nội, thêm nửa ngày nữa để đưa lên mặt báo. Thì tất cả bà con hậu phương cũng như là các chiến sĩ, người ta thấy hình đó người ta rất là phấn khởi. Thế và cái tốc độ di chuyển như thế có thể nói là nó giống như là ta gọi là phải nỗ lực hết mức và phải tranh thủ cả những cái lúc mà bom đạn nó giải trên đường, mình vẫn cứ phải cho xe chạy, vẫn cứ phải theo xe mà đi. Thế cho nên là cái năm đó tôi đã nói đùa là tôi đạt được kỷ lục, nếu không phải là thế giới thì cũng là kỷ lục của các nhà nhiếp ảnh chiến trường Việt Nam, đã đưa được hình ảnh từ mặt trận về hậu phương với tốc độ là 2 ngày rưỡi. Ý thức về báo chí của anh rõ rệt ghê lắm. Anh chụp được cái thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm như thế, vào thành cổ là coi như hy sinh. Thế mà anh vào anh chụp được. Anh không phải cái quan trọng, cái chụp được là cũng đã là quan trọng rồi. Nhưng mà cái đưa về được báo quân đội cho nó kịp thời trên con đường đi như thế thì phóng viên nước ngoài họ đi bằng máy bay về để đưa tài liệu về, còn ta thì ta chạy bộ. Thế cho nên có thể nói rằng là anh Đoàn Công Tính là một trong những người mà năng động trong giới nhiếp ảnh chiến trường, không những chụp được ảnh tốt mà còn đưa về kịp thời. Lịch sử Việt Nam là lịch sử chiến trận. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, Việt Nam đã có hơn 1.000 nhà báo tham gia đưa tin, chụp ảnh, quay phim và viết bài. Từng khoảnh khắc trong mỗi bức ảnh, mỗi thước phim, mỗi dòng tin của họ là một khoảnh khắc lịch sử. Sự ngắn ngủi bao giờ cũng nghiệt ngã, nhưng đôi khi lại làm nên điều kỳ diệu, sự vĩ đại của một dân tộc,
một chân lý. Trong suốt thời kỳ chiến tranh phá hoại, Thông tấn xã Việt Nam có một đội ngũ phóng viên ảnh tỏa đi khắp các chiến trường. Nhà nhiếp ảnh Minh Lộc là một trong những người bám trụ trong suốt 12 ngày đêm Mỹ dùng B-52 ném bom Hà Nội. Bất ngờ cái đêm 24 đó thì là một chiếc máy bay tôi thấy trên bầu trời bùng một cái lửa rất là lớn đang lao xuống, thì nghe một tiếng nổ rất dữ dội, thì bom tất cả trên cánh máy bay rơi xuống hết đường phố xung quanh cái lăng Bác Hồ đấy. Ôi nhiều đạn lắm, quả bom còn nguyên không có nổ, người nó chưa cắt ngoài. Thì sau này tôi mới hỏi bộ đội thì nói là chiếc máy bay này B-52 này bị bắn trúng từ ở ngoài Hòa Bình, thì nó đi tới đó thì nó bắt đầu nó rã ra. Thì sự thật là tôi bất ngờ, tôi ở ngay trận địa đó, tôi cũng là người đầu tiên chụp cái bùng lửa trên trời. Khi chụp xong xuôi rồi thì tôi nghe báo là máy bay rớt cách chỗ trên đường Hoàng Hóa Thám, chỗ tôi á thì cách đó chừng một cây số thôi. Thế là vội vàng chúng tôi chạy lên thì tôi chụp được cánh máy bay B-52 đang máng trên mái nhà lúc nó chưa rớt xuống. Phóng viên Minh Lộc đã chụp được nhiều bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử như xác máy bay Mỹ rơi ở hồ Hữu Tiệp, bom Mỹ bắn phá ga Hàng Cỏ, tàn phá phố Khâm Thiên. Nói về lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam thì chúng ta không thể quên những tác phẩm của nhà nhiếp ảnh Đoàn Cung Tính chụp ở Quảng Trị, hay là tác phẩm của nhà nhiếp ảnh Minh Lộc chụp trong sự kiện là 12 ngày đêm máy bay B-52 của Mỹ thả bom Hà Nội. Những tác phẩm đó cho chúng ta thấy được cái lòng kiên trì và quả cảm dân tộc Việt Nam chúng ta trong một giai đoạn khắc nghiệt nhất của chiến tranh. Và tôi tin là những tác phẩm đó nó sẽ có một giá trị lâu dài, bền vững trong cái lịch sử của đất nước. Nữ văn sĩ Svetlana Alexievich, người Nga, từng nổi tiếng với tiểu thuyết Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ. Hậu phương của phóng viên chiến trường là những người phụ nữ không trực tiếp cầm súng ra chiến trường, nhưng cuộc đời họ lại bị gặm nhấm bởi nỗi ám ảnh của chiến tranh. Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ, nhưng xét ở một góc độ nào đó, phụ nữ là những người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Đi sơ tán nhiều quá, cứ mang con đi rồi mang con về, rồi đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia chứ không phải sơ tán một nơi. Cho nên khi mà 12 ngày đêm bắn phá ở Hà Nội, tôi không có sức lực nào để mà đi nữa. Đành xin nghỉ để ở nhà trông con, đành trú lại tại Hà Nội. Sống chết thì ở đấy thôi chứ không có cách nào khác cả. Phải một bách ba đứa con mà mỗi lần đi sơ tán thì đâu có phải đơn giản. Dấn thân vào những điểm nóng, hiểm nguy để phản ánh diễn biến của cuộc chiến. Phóng viên chiến trường không chỉ tham gia vào chiến tranh như những chứng nhân lịch sử, mà còn tái hiện lịch sử bằng vũ khí của riêng mình. Trong bộ phim này, chúng tôi muốn kể về một nữ phóng viên chiến trường đặc biệt. 16 tuổi đã đi theo cách mạng. Câu chuyện của bà đặc biệt ở chỗ, chính Bác Hồ là người đã tạo cơ duyên cho bà rẽ bước vào lĩnh vực báo chí truyền hình. Đầu năm 67, Bác Hồ đã đích thân lựa chọn một đội ngũ để hỗ trợ cho nhà làm phim tài liệu nổi tiếng Zurich Event, người Hà Lan, và vợ đi vào tuyến lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị làm phim về chiến tranh Việt Nam. Bác ngoại riêng cháu Phượng thì là phải riêng để săn sóc đặc biệt cho sức khỏe của ông vì ông bị hen. Cái thứ hai là cháu biết tiếng Pháp, cháu sẽ là người phiên dịch cho cái đoàn này làm phim. Cái thứ ba là cháu biết rất nhiều về các xưởng phim, cho nên rằng cháu sẽ có một quan hệ tốt giữa ông đạo diễn nước ngoài và những người làm phim Việt Nam. Thì sau khi cân nhắc thì bác đã quyết định để đưa cháu đi vào làm người trợ lý về sức khỏe, về công việc và về phiên dịch cho ông Event. Bác nói rằng là
chúng ta phải lấy mạng mình để bảo vệ cái sinh mệnh và những thước phim mà ông Ivan và Marceline làm để đem ra nước ngoài. Thì đó là cuộc gặp gỡ mà không bao giờ tôi quên được, vì cuộc gặp gỡ ấy đã mở đường cho tôi trở thành một phóng viên chiến trường. Và trong chiến dịch Hồ Chí Minh, bà và đồng nghiệp nhà quay phim Nguyễn Anh Dũng đã cùng trải qua những khoảnh khắc lịch sử đáng tự hào. Tôi thì vào chiến trường trước khi đang vào cái lúc mà hội nghị Paris là chuẩn bị kết thúc, thì để giải quyết cái chiến thắng cuối cùng thì đồng chí Dương Đình Thảo ở Paris, người phát ngôn của chính phủ Cộng hòa Việt Nam ở Paris về và yêu cầu tôi đi làm một cái phim cùng ông ấy để tố cáo ở hội nghị Paris. Thì chúng tôi đi vào đường Trường Sơn, thì đang đến nửa chừng thì nghe tin là đã giải phóng Huế và Đà Nẵng. Thì lúc đó chưa giải phóng Sài Gòn, chuẩn bị giải phóng khu 6. Thì đoàn chị Xuân Phượng đi ô tô từ Hà Nội vào đến Đà Nẵng thì kết hợp với đoàn của chúng tôi và đi vào khu 6. Thì trên đường đi chúng tôi đi cùng với một đoàn tiểu đoàn xe tăng. Vào đến Sài Gòn thì tôi kết hợp với đài truyền hình thành phố, nhưng mà tôi vẫn là phóng viên của truyền hình Việt Nam ở ngoài Bắc. Thế cho nên là chúng tôi có trách nhiệm là phải làm tất cả những cái phim để mà gửi ra cho Hà Nội phát sóng. Thì lúc đó chúng tôi gửi phim phát sóng thì những cái hộp phim 30 mét chúng tôi cứ ra tổ lái, thì gửi họ mang về và họ sẽ báo cho đài truyền hình đến nhận, hoặc là họ mang xuống để họ đưa về in tráng và đưa lên phát sóng ngay buổi tối. Có thể nói rằng không phải tự hào tôi là một người phóng viên chiến trường can đảm, nhưng mà khi tôi bước lên cái thềm nhà mà cách đây mấy chục năm, năm 16 tuổi tôi đã ra đi, bây giờ tôi đã 46 tuổi tôi trở về, thì tôi không bước nổi lên cái bậc thềm nhỏ chừng này, tay chân nó cứ mềm hết ra. Và lúc đó hai người quay phim phải dắt tôi đi lên cái thềm để đi qua cái hàng rào bằng lá chạy tàu để tôi vào trong vườn của bà ngoại tôi. Cái vườn mà cái mùi hoa bưởi á, từ cái lúc tôi đi cho đến lúc tôi ở trong rừng, tôi đi nhiều nơi, cái mùi hoa bưởi của cái vườn nhà tôi lúc nào nó cũng phảng phất trong đầu óc của tôi. Cho nên cái sự trở về lại cái quê hương mình sau những cái năm như vậy là một cái điều thần kỳ, là một cái điều khiến cho tâm trí con người đã sống như thế không thể nào quên và nghĩ rằng trời ơi, cuộc sống hòa bình nó quý giá đến chừng nào. Những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả, dù mai sau đời muôn vạn lần hơn. Lời thơ Chế Lam Viên đã nói hộ nỗi lòng của những người trở về từ cuộc chiến, thấu hiểu giá trị tuyệt đối của hòa bình, và còn biết bao người mãi mãi không trở về. Vượt lên cả khái niệm về nghề nghiệp, các phóng viên chiến trường của Việt Nam nhập cuộc bằng tâm thế của người chiến sĩ, với hơn 400 nhà báo đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Cách mạng thành công tức là cuộc đời mình thỏa mãn, được đứng trước cái sao huyệt của kẻ thù và được sờ tay vào cái bức cầu thành nó. Đối với tôi đó là một niềm sung sướng. Cho đến giờ này mỗi lần đi qua Dinh Độc Lập tôi đều xúc cảm, đều cảm thấy rằng tôi đã đi đúng đường, đã chiến đấu cho một cái lý tưởng rất là sáng ngời.
chiến trường, B-52 đằng trước đằng sau. Ngày này ngày khác tôi cũng vẫn cảm thấy là tôi vẫn cứ vững bước đi lên. Nhưng mà đến lúc hòa bình rồi thì mình nằm mơ cũng thấy. Và lúc ấy có lúc cũng cảm thấy là mình sợ. Bởi vì là cái sống cái chết nó chỉ là gang tấc. Tôi có hai cô con gái, cô trước học kiến trúc, cô sau thì tôi quyết định cho cháu học âm nhạc. Và tôi muốn trong nhà tôi luôn luôn có âm nhạc để nó xóa đi những cái ấn tượng không tốt về chiến tranh. Và tôi nghĩ rằng là tôi mong muốn là cuộc đời này luôn luôn là có hòa bình. Có hòa bình thì có hạnh phúc. Với các nhân vật trong bộ phim này, những ngày làm phóng viên chiến trường là chặng đời đẹp nhất. Chúng tôi kể câu chuyện về họ trong từng khoảnh khắc ác liệt của chiến tranh, không phải nhằm ngợi ca, mà chỉ muốn đối thoại với chính tuổi trẻ hôm nay, để thấy rằng điều gì đã thành lý tưởng sống thì mãi mãi có giá trị với mọi thời đại. Và những tâm sự rất thật, tha thiết yêu thương, khát khao cống hiến của họ đã ở lại vĩnh viễn với tuổi 20 của biết bao thế hệ. Sau gần 45 năm, chiến tranh Việt Nam vẫn luôn luôn là bài học đắt giá cho bất cứ ai muốn phá vỡ nền hòa bình của các dân tộc trên thế giới. Bức ảnh cô bé bị cháy hết quần áo, chạy trốn bom napalm ở Trảng Bàng, Tây Ninh ngày 8 tháng 6 năm 1972 đã trở thành một trong những hình tượng ám ảnh nhất của chiến tranh Việt Nam. Nick Úc, phóng viên chiến trường của AP, tác giả bức ảnh được trao giải Pulitzer danh giá. Không chỉ báo chí cách mạng mà các phóng viên chiến trường quốc tế cũng đã góp phần nói lên tiếng nói công bằng, trung thực, đem lại những bằng chứng lịch sử không thể chối cãi. Trên thế giới hiện nay vẫn còn rất nhiều điểm nóng xung đột, nội chiến. Và vì thế, ở đó cũng không thể thiếu sự có mặt của lực lượng phóng viên chiến trường. Giữa tháng 10 năm 2001, báo Tuổi Trẻ cử Cam Ly và Ngọc Danh đi Pakistan để tìm cách vào Afghanistan. Họ tác nghiệp ở Islamabad đến gần cuối tháng 11 cùng năm. Tụi cháu chỉ dừng lại được ở cái mức độ là cố gắng tường thuật những gì mình thấy, mình nghe tại điểm đó về cho độc giả quê nhà để mọi người có cái tình hình thôi. Chứ cũng không dám bình luận, không dám có bất kỳ một cái góc nhìn nào cả, bởi vì đó là cuộc chiến của họ chứ không phải của mình. Thì mình cũng không chọn được cái góc nhìn là ở phía bên nào. Mà đối với cháu thì cháu chỉ nhìn ở cái góc độ đó là cái người bị thiệt hại thôi, đó là người dân thường. Bản thân tụi cháu thì thật ra nói chứ phóng viên chiến trường chứ cũng không phải là chiến trường, bởi vì mình chỉ lướt ngang thôi, chứ không phải như các chú là sống ở nơi bom đạn. Mình cũng như là người chiến sĩ vậy. Tụi cháu thì không phải là chiến sĩ. Người ta biết chứ, nhưng mà tiểu đội không thể bỏ được. Hai cựu phóng viên chiến trường ở những thời điểm lịch sử khác nhau, tính chất cuộc chiến khác nhau, nhưng lại có một điểm chung là họ đều yêu chuộng hòa bình. Mua sách sách ở in. Hai thế hệ, hai thời đại nó là khác nhau. Cho nên là cháu làm được thế là quý lắm. Và cái thông điệp của cháu bảo vệ hòa bình, chống tất cả những cái xung đột thì nó rất có ý nghĩa. Những người phóng viên chiến trường là phải xác định được mình làm cái nhiệm vụ gì. Nhiệm vụ cho lịch sử, cho mai sau. Anh em bộ đội thì là lúc nào cũng sẵn sàng đưa đạn vào nòng pháo, còn tôi lúc nào cũng sẵn sàng để ngón tay vào cái máy ảnh. Tôi nghĩ rằng tôi đã được đền đáp. Và tôi luôn nghĩ rằng tác phẩm của tôi không phải là do tôi làm ra, mà là các chiến sĩ của chúng ta, người còn người mất đã làm nên những tác phẩm này.
anh chưa bao giờ đói thì anh chưa tả được cái đói. Mình đã vì có chiến tranh cho nên mình hiểu hết cái giá trị của cái hòa bình. Những dòng tin thấm máu và nước mắt, thước phim quay trong chớp lửa mù trời, các phóng viên ngày ấy ra mặt trận, ca bài ca người lính tuổi 20. Những tấm ảnh thước phim ghi tạc vào lịch sử, những mộ bia đất nước cài hoa, các phóng viên ngày ấy ra mặt trận, ghi lại cuộc đời bằng những tráng ca.